Dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 10 tháng 7, phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ.